Bọn xe Huy xin kính chào quý vị. Hôm nay bọn xe Huy sẽ chuyển giá một cái cốt quý ở vườn nhà. Cũng phải chờ đợi mấy tháng rồi thì hôm nay mới được làm. Hôm nay thời tiết mát mẻ, có lúc suốt vài hột mưa. Tầm này là cây đang khỏe thưa quý vị. Đang khỏe, đang sung thì bọn Thái Huy sẽ chuyển dáng một cái cây này. Thì bọn Thái quý vị hãy xem video để cảm nhận cái thay đổi của tác phẩm nhé. Thì máy gần là quý vị sẽ đây, bản thân cây là như thế này. Thì cái mấu chốt là ở cái thân này thưa quý vị. Thì hiện nay là một cái thân rất là lục lạc, nhưng có một cái thân này nó hơi án ngữ ở mặt tiền đấy. Thì sẽ làm thế nào thì bonsai Đa Huy sẽ tách cái thân này ra, làm một cái thân mới chuyển sang bên này đấy. Thì sang bên này thì tự nhiên thì cây nó sẽ bề thế hơn và nó sẽ thành một cái dáng khác, trông nó lại chuyển thành cây ba thân, sẽ quý hơn, đẹp hơn rất nhiều. Bởi vì nhìn này thì quý vị không thể nhìn rõ được cái đường thân của cái thân chính này đấy, nó rất là tức mắt, xem rất là khó chịu. Mà bản thân cái thân này nó rất là quý thôi quý vị. Đây này, nghệ nhân trước đã giật cho không biết bao nhiêu nhát cắt, giật rất nhiều. Thì bản thân cái thân này rất là quý, nhưng mà mình làm sao mình tận dụng được cái dữ liệu sẵn có của cây để làm cho tác phẩm đẹp hơn. Thì quý vị hãy xem bộ sản huy chuyển sang đây nhá. Và quý vị hãy comment bên dưới vào phần bình luận để đóng góp cho bonsai Đa Huy, để bonsai Đa Huy hoàn thiện những cái tác phẩm của mình hơn. Thì có thể những cái gì được thì quý vị cũng cho bonsai Đa Huy ý kiến, hoặc là không được thì cũng bonsai Đa Huy cũng xin những cái ý kiến cũng như kinh nghiệm của quý vị. Thì đây một thân Sari Huy cũng đã cắt rồi, vừa mới cắt xong. Thì đây là sẽ nhấc cái này để chuyển can thở bằng Sari Huy nhấc này, quý vị nhìn thấy chưa, cả thân đấy. Thì đây là quý vị nhìn thấy ngay là cái mặt cây nó mở ra, cho xa cho quý vị xem đây nhá. Còn sẽ sang bên này, quý vị sẽ thấy những cái bất ngờ. Bởi vì cái bước định hình kiểm dáng cây nó rất là quan trọng. Thì cái này là cái ý tưởng cũng từ lúc mua cái phôi này về, thế nhưng mà cái phôi nó chưa được khỏe. Đây là thưa quý vị là cây si thì quý vị đừng nên vội vàng làm gì, bởi vì si cũng dễ thì dễ thật, nhưng mà khó rất khó. Nếu mà cái mùa nó không, thứ nhất là cái thời gian mình làm nó không đúng này, và thứ hai là cây nó đang yếu thì quý vị cũng đừng lên làm mạnh tay quá. Thì đó là cái kinh nghiệm của bonsai Đa Huy thôi. Thì bonsai Đa Huy thấy như vậy thì bonsai Đa Huy chia sẻ như vậy. Thì đây là cái cây si mà bonsai Đa Huy mua từ trong Tết thôi, thế nhưng mà nó chưa được khỏe, mà thời tiết nó thấy chưa ủng hộ, nên là bonsai Huy phải đợi đến bây giờ bonsai Huy mới dám phẫu thuật. Thì đây bonsai Huy sẽ trưởng. Tôi xa được biết mình cũng được.
đây bây giờ quý vị có thể nhìn thấy, thì thấy cả cây, cả tổng thể cây thì là một cái một thân chính, thì là bây giờ bố cục là thành cây ba thân, mà một số quý vị bây giờ hay dùng cây ba vai đấy, bác sĩ Huy thì quen là dùng ba thân, một cây ba thân, cây thì bản thân nó khô diễn hết cái đường thân cũng như đường đường chuyển cũng như từng cái thân mạch lạc, thì những cái vết sẹo này bonsai cũng phải xử lý ra, nhưng mà tạm thời thì còn phải làm nhiều, những vết này là cũng phải xử lý ra, rồi những cái bỏ sốt bút một số dữ liệu, rồi những cây rễ thừa. Còn bản thân chỗ này nó hơi trống thì lại có cái nữa. Đây thưa quý vị, Sa Đa Huy sẽ như một cái cây tử bé ở đây. Đấy, quý vị có thấy là sau là nó sẽ phát triển che luôn cả cái sẹo này, che luôn cái sẹo này. Còn cái sẹo này thì gần như là đất sẽ đến đây, thưa quý vị, trồng là đất sẽ đến đây. Gần như cái sẹo này là không nhìn thấy nhiều nó, thưa quý vị. À, khi đất Sa Đa Huy sẽ trồng đến mặt đây. Đấy. Đấy, thế nên là cái tử này có cái tử này nó giải quyết, nó che hết những cái khuyết điểm này. Đấy, sau mình diễn ở đây thì nó là bay ra ngoài này, lộn lại thì nó vẫn không che được cái thân chính này. Đấy, sau cái tử này Sa Đa Huy sẽ nhòi ra ngoài và lộn lại, thì tự nhiên cái mặt này cũng không che, mà cái sẹo một chỗ hốc này thì lại giải quyết được. Đấy, đấy, cái cơ bản bố cục cây là bác Sa Đa Huy cũng cảm thấy rất ổn rồi. Thì quay cho quý vị sang mặt bên này, bên này quý vị xem mặt của chính bên này. Đổi găng tay. Đây thưa quý vị, mặt bên này cũng rất ổn đấy, thưa quý vị. Mặt bên này thì rậm hơn đấy quý vị, nhưng mà quý vị có thể nhìn thấy đường thân này. Đây cái thân ghép này, từ cái vết này này. Đấy, thì đã các mối ghép đã ăn nhập nhau rồi. Đây, một cây xì rất to thưa quý vị, này rất to rất khủng. Thì Sa Đa Huy sẽ định hình xong thì cũng sẽ cắt bỏ những cái mầm nuôi, những cái mầm thừa và lọc thoáng đi. Hôm nào lọc thoáng thì sẽ lại chia sẻ cho quý vị xem tiếp. Đây, quý vị có thể cảm nhận được. Quý vị có cảm nhận được cái độ già của cây. Một cái xi búp đỏ rất đẹp. Chất thì miễn bàn rồi. Đây, bỏ cái tử này cho quý vị nhìn rõ. Đấy. Đấy, thì nhìn rõ cái ghép. Đây thưa quý vị, đấy, từ dưới màn hình trở lên là dưới màn hình là mặt đất sẽ trồng như thế này. Đấy, bản thân cây như thế này thì bác Sa Đa Huy phẫu thuật xong sẽ định hình một cung để nuôi tiếp. Cái này thì cũng có rất nhiều những nghệ nhân đã giật rất nhiều rồi. Thì bản thân một cái phôi này thì cũng không lâu đâu thưa quý vị. Chỉ đôi 3 năm là xong, nhìn thế này thôi. 2-3 năm là xong.
Đấy. Sẹo này sau phải đục, cũng phải đục chuyển này. Một số những cái thô là bonsai đá huy sẽ xử lý tiếp. Tạm thời cái bước quan trọng thì quay để cho quý vị vị cảm nhận là một bước chuyển mình của tác phẩm. Cái bước chuyển mình này rất quan trọng. Thành bại là ở những cái bước này. Nếu không có những đột phá thì mãi mãi cây cũng chỉ ở cái mức mức bình thường thôi. Nhưng mình phải khai thác hết cái tiềm năng của cây. Thì một cái bước đi tạo nên cái đột phá của cây. Cây si to lắm thưa quý vị. Vành chiều dài cây phải hơn mét cơ. Chiều dài bệ. Cây cao thì chỉ có xong xuôi cũng, nếu xong cây này thì cũng chỉ một mét thôi thưa quý vị. Nên là quý vị cảm nhận được độ lùn lực của cây cũng như độ bề thế của cây. Đang cho tạm một cái chậu, cái chậu, cái bể mét mét 7 gì đấy thưa quý vị. Thì đến đây bonsai Đức Huy xin phép dừng lời tại đây để làm tiếp, để làm một số cái việc nhỏ nhỏ nữa để hoàn thiện nốt định hình, cái khâu định hình của cây. Bonsai Đức Huy chào quý vị nhé, hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị.